Và kính thưa quý vị thân mến, sự hiện diện trên sân khấu chúng ta ngay lúc này đây là nụ cười rất đẹp, rất tuyệt vời và hạnh phúc. Và đây cho phép cô dâu Tường Vi và chú rể Anthony Tùng sẽ được gửi đến toàn thể quý vị lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Và kính thưa quý vị quan khách, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, trao tròn chữ hiếu mới là đạo con. Và cũng chính giây phút trân trọng này đây, Ánh Huy xin được trân trọng kính mời đại diện hai họ sẽ cùng tiến lên sân khấu để cùng diện kiến với tất cả quý vị khách quý. Trước tiên, đại diện họ nhà gái xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Minh Long và bà Đặng Thị Tình là song thân của cô dâu. Và đại diện họ nhà trai xin được trân trọng kính mời ông Hoàng Quý Tân là ba kính yêu của chú rể. Và một tràng vỗ tay để chào đón hai họ của chúng tôi. Kính thưa quý vị, quan khách thân mến và sự hiện diện trên sân khấu chúng ta thêm một lần nữa vẫn là đôi ngừng rất tuyệt vời cùng với đại diện hai bên gia đình. Và đại gia đình chúng tôi sẽ được gửi đến toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị thân mến, với sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị khách quý đang có mặt ngày hôm nay, đó chính là niềm vinh dự và là niềm hạnh phúc lớn nhất dành cho đại gia đình của chúng tôi. Và để đáp lại tấm chân tình ấy, xin được trân trọng kính mời lên sân khấu cậu Bính là cậu của cô dâu, sẽ đại diện cho gia đình họ nhà gái cũng như là họ nhà trai đang có mặt ngày hôm nay, xin được gửi đến đôi lời cùng đến quý vị. Xin quý vị một vào hôm nay nồng nhiệt ạ. Kính thưa quý hai họ, kính thưa quý khách, tôi xin đại diện cho họ tập nhà gái. Người đầu tiên chúc sức khỏe đầu năm và kính thưa quý vị, hôm nay hai cháu Tường Vi và Tony Tùng quen biết nhau, tìm hiểu nhau qua một thời gian và hôm nay quyết định tiến tới hôn nhân. Được sự chấp thuận của hai bên cha mẹ cũng như sự vun vén của họ tộc, và hôm nay hai cháu quyết định tiến tới hôn nhân. Sự hiện diện của quý khách, của quý hai họ là một niềm vui cho gia đình của chúng tôi. Một lần nữa gia đình xin chân thành cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn những lời phát biểu của dạ ông Bính. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ rất chân tình và vô cùng ý nghĩa vừa rồi của cậu Bính là cậu của cô dâu đã gửi đến cho tất cả quý vị ngày hôm nay. Và giờ đây xin được trân trọng kính mời cậu Bính sẽ trở về bàn vinh dự của mình và cùng chung vui với tất cả quý vị khách quý ngày hôm nay. Xin được kính mời cậu. Và cũng xin cầu chúc cho cậu Bính thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và bây giờ xin được mời quý vị hãy cùng lắng động lại và nhìn ngắm. Đôi dân ương sẽ tiến đến tháp rượu Sam Banh để cùng khơi nguồn dòng tháp yêu thương. Quý vị kính mến, hiện tại trên sân khấu bây giờ đang đảnh cặp đôi uyên ương, cô dâu xinh đẹp Tường Vi, chú rể Anthony Tùng đang cùng tay trong tay, vai kề vai, rót tràn những dòng lệ tình yêu trên ngọn tháp của chính mình. Và chúng ta cầu chúc cho nơi đó có tiếng cười và dòng rượu lan tỏa đến đâu thì tình yêu của hai bạn cũng mãi dâng tràn đến đó. Và chai rượu thứ nhất, chúng tôi xin kính chúc cho họ nhà gái có được tràn rễ thảo. Và hình ảnh này sẽ mãi về sau, sẽ cùng đôi yêu ương cùng nắm chặt tay nhau, cùng bước đi trên con đường tương lai của những sẻ chia, của yêu thương và của cả những hạnh phúc. Cùng với chai rượu thứ hai, chúng tôi xin kính chúc cho họ nhà trai có được cô dâu hiền. Một tràng pháo tay thật lớn của tất cả quý vị để chúng ta chúc mừng cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc.
Kính thưa quý vị thân mến, cô dâu và chú rể của chúng ta có được ngày vui và ngày hạnh phúc hôm nay đó là chính nhờ vào công ơn sinh dưỡng của cha và của mẹ. Và trong ngày vui hôm nay, cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng nhau kính dâng những ly rượu mừng của mình đến cha, đến mẹ để tỏ lòng biết ơn và hiếu thảo. Và trước tiên xin được mời đôi yêu ương dâng rượu cho họ nhà gái. Cho ba kính yêu của chú rể, chúng con xin cảm ơn ba mẹ và cảm ơn tất cả quý vị quan khách đã dành cho chúng con những gì tuyệt vời nhất trong ngày vui hôm nay. Và kính thưa tất cả quý vị thân mến, trong ngày vui hôm nay, cô dâu và chú rể của chúng ta đã kính dâng những ly rượu mừng của mình để tỏ lòng biết ơn và kính trọng. Thì giờ đây, cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu nho bôi. Và hai bên gia đình chúng tôi cũng xin được phép cùng cạnh nâng ly và cạn ly với tất cả quý vị. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng rót đầy những ly bia và những ly nước đang có trên bàn. Nâng thật cao ly quý vị. Chúng ta nâng thật cao ly, chúng ta cùng đếm 1, 2, 3 và vô thật mạnh để chúc mừng ngày hạnh phúc hôm nay. Và cũng để cho buổi tiệc xin được phép bắt đầu. 1, 2, 3. Xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị quan khách và cũng không quên cảm ơn hai bên gia đình đã tác hợp cho tình yêu của đôi lứa. Xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện của hai bên gia đình. Và giờ đây xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng nhau trở về bàn vinh dự của mình và cùng chung vui với tất cả quý vị khách quý đang có mặt ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Thưa tất cả quý vị khách quý thân mến, điều quan trọng để giữ cho ngọn lửa tình yêu luôn nồng ấm trong đời sống hôn nhân đó chính là sự quan tâm và chia sẻ. Giờ đây sẽ được kính mời hai bên gia đình cùng tất cả quý vị khách quý chúng ta cùng nhau chứng kiến giây phút cô dâu và chú rể cùng hẹn ước và san sẻ ngọt bùi bên nhau qua nghi thức cắt bánh tình yêu. Là duyên, là chồng, là vợ, bên nhau suốt đời. Kính thưa quý vị quan khách, cùng với nghi thức cắt bánh tình yêu, Ánh Vy và Phạm Khoa xin cầu chúc cho đôi ương có một tình yêu thật ngọt ngào, thật hạnh phúc như ngày lễ đăng quang hôm nay. Và quý vị thân mến, trước khi trả đôi yêu ương lại từng bàn tiền để cùng nhận những lời chúc tốt đẹp từ quý vị, thì ngay bây giờ Ánh Vy có yêu cầu nhỏ nhỏ như thế này. Quý vị đồng ý cho MC Ánh Vy cũng như là MC Phạm Khoa một tràng vỗ tay nồng nhiệt cho quý vị. Và Ánh Vy sẽ yêu cầu chú rể tặng cho cô dâu một nụ hôn nồng cháy ngay tại sân khấu này. Quý vị đồng ý không ạ? Quý vị đồng ý thì cho một tràng vỗ tay thật lớn ngay trên sân khấu này. Chú rể sẽ hôn cô dâu tặng cho tất cả quý vị ngay tại đây. Và bây giờ xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng đứng đối diện với nhau đi ạ. Đứng đối diện với nhau. Rồi bây giờ chú rể hai tay ôm eo cô dâu. Cô dâu hai tay vịn vai chú rể ạ. Hai tay vịn vai chú rể. Rồi hai gương mặt áp sát vào nhau. Áp sát vào nhau đẹp. Từ từ, chưa có hôn liền đâu, đừng có mắc cỡ. Khi nào đến 1, 2, 3 mới cho hôn. Hôn đại đi hả? Và quý vị quan khách, nếu mà chú rể hôn bên trái thì là xin con trai, mà hôn bên phải thì là xin con gái, mà hôn ở môi thì là xin đôi. Quý vị yêu cầu hôn ở đâu trước ạ? Hôn môi đi. Hôn môi. Ok, anh ấy nói là hôn môi đi quý vị. Ok, quý vị đồng ý thì vỗ tay nha. Sau khi mà chúng ta đếm thật lớn 1, 2, 3 nha quý vị. Rồi xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng đếm cho Tuấn Khoa và Ánh Vy nha cả nhà. Rồi xin mời cô dâu chú rể chuẩn bị ạ. Đếm nha quý vị. 1, 2, 3. Vỗ tay nha quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ thì xin phép được thay mặt cho gia đình cũng như là cô dâu và chú rể ngày hôm nay xin được kính mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau nhập thiền với những món ăn thật ngon và đặc sắc cho gia đình hôm nay gửi đến cho tất cả mọi người. Cô dâu và chú rể chúng ta sẽ đi đến từng bàn và nhận những lời chúc mừng hạnh phúc tốt đẹp nhất ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Và giờ đây xin phép được mời đôi ương tiến đến
từng bàn để cùng chung vui với tất cả quý vị khách quý. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là những giây phút thật là tuyệt vời, thật ấm áp và thiêng liêng của cô dâu Tường Vi cùng với chú rể Anthony Tùng, trước sự chứng kiến của hai gia đình cũng như là trước sự chứng kiến của tất cả quý vị đang có mặt ngày hôm nay, để cùng nhau chúc mừng ngày hạnh phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể. Cũng như là Tuấn Khoa và Ánh Vy ngày hôm nay xin được kính chúc tất cả quý vị chúng ta có một buổi tiệc thật vui, thật ấm áp và ngon miệng trong buổi tiệc này. Và có điều gì sai sót vì tình thương của tất cả quý vị chúng ta sẽ bỏ qua. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và cũng xin cầu chúc cho tất cả quý vị có một buổi tối thật vui và thật ngon miệng. Và đặc biệt năm 2022 làm ăn phát tài phát đạt, vạn sự như ý. Và kính thưa quý vị, song song đó chúng tôi cũng có một chương trình giao lưu văn nghệ. Chúng tôi cũng rất là vui mừng khi mà tất cả quý vị chúng ta có những ca khúc mà quý vị yêu thích. Quý vị có thể là liên hệ với Ánh Vy, liên hệ với Tuấn Khoa để đăng ký những ca khúc mà quý vị yêu thích. Ở trên đây chúng tôi có màn hình lớn để cho tất cả quý vị, nếu mà quý vị về nào không thuộc lời cho quý vị. Và bây giờ chúng Tuấn Khoa sẽ được nhường lại sân khấu cho MC ca sĩ Ánh Vy. Vâng, xin được chân thành cảm ơn MC đẹp trai Phạm Khoa. Và kính thưa quý vị, quan khách ngoài những